Sức khỏe của bạn là sức mạnh của chúng tôi. Vâng, xin chào tất cả các anh chị đã trở lại với kênh GHSOP. Trong video ngày hôm nay thì Đức Quyết chia sẻ cho các anh chị là cái đối tượng mà sử dụng được cái sản phẩm Vidacell là những ai và đối tượng nào, để trả lời cho câu hỏi rất nhiều các anh chị đã hỏi trong thời gian qua. Thì các anh chị biết là Vidacell là một cái sản phẩm hỗ trợ cho tất cả các bệnh lý liên quan về gan, đặc biệt là bệnh liên quan đến men gan cao, viêm gan, xơ gan, ung thư gan. Và quan trọng hơn nữa là với cái sản phẩm mà có thể đi được trực tiếp vào trong tế bào của gan để sửa chữa, phục hồi và tái tạo lại tế bào. Thì đối tượng sử dụng ở đây thì có anh chị là hoàn toàn những người mà từ trẻ nhỏ cho đến người lớn tuổi đều có thể dùng. Nhưng tất nhiên về cái hàm lượng và cái liều lượng nó sẽ khác nhau. Thì trong video trước thì Đức Quyết cũng đã chia sẻ cho các anh chị về cách sử dụng sản phẩm rồi, đúng không ạ? Nhưng trong video này thì Đức Quyết nói rõ hơn là những đối tượng liên quan. Một là những người liên quan đến bệnh men gan cao, hay những anh em chị em mà nhậu nhiều, bia rượu nhiều, thì chúng ta có thể dùng cái sản phẩm này để phòng các bệnh lý về gan. Cái thứ hai là những người có bệnh liên quan đến viêm gan. Viêm gan thì các anh chị rất nhiều người bị, bởi vì Việt Nam chúng ta là bệnh ung thư gan bây giờ là cao số 1 thế giới, cao nhất ở Việt Nam là bệnh ung thư gan. Cái thứ hai nữa là những bệnh liên quan đến viêm gan B, viêm gan C. Và rất nhiều các anh chị ở Việt Nam chúng ta là bị bệnh viêm gan B, viêm gan C, thì dùng cái sản phẩm này kết hợp với lại Zizer hoặc là Zita Blue, thì sản phẩm này là sản phẩm chủ đạo cho bệnh gan. Thì rất nhiều các anh chị chúng ta đi du học, đi xuất khẩu lao động, nhưng vì bệnh vướng vào viêm gan B, viêm gan C chúng ta cũng không thể đi được. Thì đây là cái sản phẩm, cái đối tượng mà những anh chị mà bị các bệnh viêm gan B, viêm gan C thì có thể đây là cái sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn để chúng ta có thể đẩy lùi được cái bệnh gan của mình. Và đối tượng tiếp theo, những người đã dẫn đến xơ gan rồi, tức là xơ gan cổ trướng, thì chúng ta cũng coi như đây là cái sản phẩm không thể thay thế và tuyệt vời để chúng ta có thể là kiềm chế, đúng không ạ, để không để bệnh phát triển và dần dần ta đẩy lùi được cái bệnh của mình. Và đặc biệt những người bệnh ung thư gan thì có thể nói rằng đây là một sản phẩm cứu cánh mà giúp cho chúng ta là có thể phục hồi được những cái tổn thương về gan và sửa chữa được cái tế bào gan của chúng ta. Thì đấy là những cái đối tượng mà Đức Quyết chia sẻ cho các anh chị để chúng ta biết được rằng cái sản phẩm Vidacell nó phù hợp với những cái đối tượng nào. Và Đức Quyết tin rằng là cái video này sẽ giúp cho các anh chị chúng ta sẽ hiểu rõ và chúng ta lên dùng cái sản phẩm Vidacell, là cái sản phẩm mà trong cả phòng bệnh gan cũng như chữa bệnh gan. Các anh chị ở Hà Nội và các tỉnh lân cận thì chúng ta có thể đến trực tiếp cái siêu thị của cửa hàng của GHSOP tại số 42 ngõ 54 phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội để chúng ta có thể trực tiếp được mua hàng. Các anh chị ở xa có thể liên hệ qua website của GHSOP.vn hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi, số điện thoại 0867 69 7007 hoặc số điện thoại 0902 284 189. Ngoài ra thì đội ngũ chuyên gia của tôi có điều tuyệt vời của GHSOP để giúp cho các anh chị chúng ta có một cái sản phẩm tuyệt vời, nhưng chúng ta có một cái phác đồ hiệu quả để đẩy lùi cái bệnh tật của mình. Chúc cô ba anh chị luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và tràn đầy niềm tin. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau ạ.